Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel. Rồi, hôm nay thì mình sẽ thông báo đến các bạn cái kết quả của cái cuộc thi hôm qua. Đó chính là sim ghép nào sẽ còn hỗ trợ trên phiên bản iOS 11. Thì đây mình đã có chiếc iPhone 7 Plus của mình đã lên phiên bản iOS 11. Và hôm qua mình đã chính thức cái khởi động cái event đấy. Nhưng có vẻ như là các bạn vẫn đang đắn đo, các bạn không biết là cái sim ghép nào nó hỗ trợ, nên là còn rất ít người tham gia. Nên các bạn sau video này thì mình nghĩ rằng các bạn nên tham gia ngay cái event tặng 15 chiếc spinner và 5 chiếc túi đựng phụ kiện mình đã làm ngày hôm qua. Các bạn hãy tham gia, đường link mình để ở phía phần mô tả nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào phần intro để bắt đầu vào cái này nhé. Rồi, đầu tiên thì ở đây mình đã có 2 chiếc sim ghép đến từ ZPeople và ClubSim. ZPeople thì chúng ta có thể nhận biết bằng cách đó chính là màu vàng, còn ClubSim chúng ta sẽ sim ghép màu đen. Còn ở đây chúng ta cũng có 2 chiếc sim, đây đều là sim 4G. À, đây có vẻ như cái sim 3G nhưng mà nó cũng chẳng nhiều gì, tại vì ZPeople này hỗ trợ tất luôn. Đấy, sim của Mac Mobile thì hỗ trợ luôn cả sim 3G, cả sim 4G. Mình sẽ thử sim GPP này cho đi. Các bạn nhìn nha, 1, 2, 3. Rồi, văng ngay tít. Đúng quy trình rồi đấy. Trời ơi, mình chậm nhập cái tài khoản iCloud nhé. Đây hoàn toàn là phụ thuộc vào mạng thôi. Mạng của bạn nhanh thì nó sẽ tít rất là nhanh. Rồi, lên. Và mình chúng ta kiểm tra luôn nhé. Sao 101 thang. Rồi, rất ngon. Gì anh nhỉ? Xem iPhone number nó nhận ngay không. Ở trong cái phần cài đặt này nó đã hiển thị là mạng Vina 28.5.2 rồi, cực kỳ là ngon. Phía dưới này, phần điện thoại thì chúng ta đã có iPhone number ở đây. Ôi xồ, quá là nhanh luôn, lắp vào phát nhận luôn. iMess này thì nếu mà nhận iPhone number rồi thì iMess này nó kích hoạt rất là nhanh. FaceTime thì cũng tương tự như vậy. Đấy, FaceTime vẫn lên luôn này. Rồi, thì cái này là quá ngon rồi, chẳng khác gì so với một chiếc máy quốc tế luôn, đúng không? Đấy. Rồi, check lại xem có phải 5005 sao 7672. Sao không thăng. Đấy. Ủa, sao lại thành quốc tế nhỉ? Sao 5005 sao 7672 sao không thăng. Thật không thể tin nổi. Đùa nhau à? Sao lại thành iPhone quốc tế vậy? Lắp sim này nhá, lắp sim không có sim ghép nhá. Đùa nhau. Từ sim từ iPhone lock lại thành iPhone quốc tế thì loạn à? Thật không thể tin nổi. Nó mãi tít lên thì mình lại có một chiếc iPhone quốc tế. Trời, ngon đi, lên đi, lên đi. Rồi, sim không hỗ trợ. Thì rõ ràng là cái sim ghép này nó có vấn đề à? Làm nào nó lại thành iPhone quốc tế nhỉ? Đúng ra nó phải hiển thị danh sách các nhà mạng chứ nhỉ? Lại nha. Trời, nhận luôn. Tại vì vừa nãy mình lắp vào rồi mà, nên là nó sẽ nhận ngay lập tức. Sao 5005 sao 7672 sao không thăng. Cài đặt trung tâm dịch vụ không có địa chỉ. Có việc gì đang xảy ra? Thôi bỏ qua đi. Dù gì đây là iPhone lock, mình dám đảm bảo luôn. Đây chắc chắn là chiếc iPhone lock lock của nhà mạng Mỹ. Thôi chắc là do cái bản iOS này nó lỗi thôi. Thì mình sẽ chuyển sang cái chiếc sim ghép và club sim xem nó có sự thay đổi nào không. Đấy, mình sẽ đảo cả sim luôn. Tại vì nếu mà ví dụ mình lấy cái sim này mà pro sim này nó vẫn tự vào rất là nhanh, thì là mình muốn văng cái chip phát cho nó sướng. Đùa nhau à, iOS 11. Đây nhá, cái máy này mình đã dùng khá là lâu rồi. Đây chắc chắn là chiếc iPhone lock đã xuất hiện trên video rất nhiều rồi, các bạn có thể kiểm chứng. Thì mình cũng không hiểu được tại sao mà nó lại có cái tình trạng là như vậy. Tại sao lại không hiển thị danh sách các nhà mạng. Một đặc điểm dễ nhận thấy với những chiếc máy lock đó chính là khi lắp cái sim ghép vào phát là nó chúng ta sẽ văng cái chip. Thì cái đấy thì mình chỉ là giải thích thêm là đây là một chiếc iPhone lock thôi. Chứ còn chắc chắn cái sim ghép GPP này thì nó đã hoạt động rất là tốt trên chiếc iPhone lock này. Còn club sim này thì mình cũng đã sử dụng rồi, cũng nó vẫn hoạt động rất là ổn định. Đây, mình sẽ nhập iCloud vào. Rồi, vào rồi. Rất là nhanh. Rồi, chúng ta thử kiểm tra tài khoản xem sao. Rồi, rất ngon, đã kiểm tra được. Đấy, sao 5005 sao 7672 sao không thăng. Đây là lỗi do iOS rồi nhé, chứ không phải lỗi do sim ghép đâu. À, các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Còn nếu mà phiên bản đây, phiên bản thấp hơn thì chắc chắn là nó sẽ hiển thị như này. Sao 5005 5 sao
0672 sao không thăng. Đây là chính là cái cách mà hôm trước mình đã hướng dẫn cho bạn để thoát khỏi cái tình trạng câu xin ghép vào chiếc iPhone lock để biến thành iPhone quốc tế. Đấy, các bạn ấn như này thì nó sẽ danh sách ra danh sách này. Thì rất có thể đây là do lỗi phiên bản iOS 11, và cá nhân mình thấy rằng thì hiện tại iOS 11 với cái chiếc SIM ghép 4G Club SIM cũng như là GVPO này thì nó đã hoạt động rất là ổn định. Tuy nhiên mình vẫn khuyên các bạn không nên update lên phiên bản này, bởi vì hiện tại mình lên thì mình nhận thấy một vài lỗi, ví dụ như là cái Bluetooth này này, mình ấn này, các bạn có thể thấy rằng nó ấn nó không nhận luôn, mà cái wifi này cũng thế, mình cứ phải ấn đi ấn lại nhiều lần thì nó mới được, chứ không phải là ấn phát nào được. Vào đây 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 đấy, nó không nhận luôn. Còn ở dưới này cũng thế, đây chữ A này không được cái gì. Thì do đây là một phiên bản mới, là phiên bản dành cho lập trình viên, phiên bản beta, nên là chúng ta vẫn phải chấp nhận cái lỗi này. Và nếu các bạn đang sử dụng ở phiên bản thấp hơn và sử dụng chiếc iPhone lock là chiếc iPhone chính ấy, là chiếc máy chính ấy, thì mình khuyên các bạn không nên update. Và nếu các bạn đã update lên rồi, các bạn muốn hạ cấp thì ngay sau video này thì mình cũng sẽ có một cái video hướng dẫn cho các bạn cách hạ cấp iOS một cách đơn giản nhất. Bây giờ đơn giản nhất luôn, các bạn chỉ cần một chiếc máy tính, không cần cái gì nữa, à cần cái cam nữa thôi. Và đến đây thì video chứng minh cho các bạn Club SIM và GVPO cái nào hoạt động tốt trên iPhone của mình đã kết thúc. Các bạn đừng quên tham gia event ở phía phần mô tả nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ủa thế này thì câu SIM ghép vào á, lừa iPhone quốc tế thì vỡ mồm.